Hello tất cả mọi người, hôm nay em Hân sẽ có một buổi chia sẻ với mọi người về những giá trị mà em Hân nhận được từ viên uống Night Beauty này nhé. Thì mọi người đã biết là viên uống Night Beauty bên ngoài là đang ghi là hỗ trợ sáng da, mờ nám, giảm nếp nhăn. Đó là những cái vấn đề của chị em phụ nữ chúng ta thường gặp. Và hầu như mọi người nghĩ đây là một sản phẩm viên uống dành cho gọi là nội tiết của phụ nữ, nhưng không phải nha mọi người. Bởi vì công dụng đó chỉ là một trong là ba trong những cái công dụng chính của sản phẩm này thôi. Bên cạnh đó thì nó sẽ giúp chị em chúng ta là điều hòa nội tiết, nhưng tất cả các vấn đề về nội tiết khi mà bị thiếu hụt hoặc là bị rối loạn là chúng ta sẽ được điều tiết hoàn toàn bình thường. Và cái thứ hai đó là cái sản phẩm này là giúp cơ thể chúng ta là giải độc trong cơ thể. Và trong giải độc đó thì là cái thành thành phần glutathione này có thể là giúp cơ thể chúng ta đào thải những cái kim loại nặng ra khỏi cơ thể. Vì sao mà em vẫn lại sử dụng sản phẩm này? Thì em có một số cái vấn đề như sau, đó là bị cái bệnh thalassemia, khi dịch ra tiếng Việt đó là bệnh tan máu bẩm sinh, thì em đã bị rất lâu rồi và cũng phát hiện là từ lúc còn trẻ cơ. Nhưng mà đến thời gian mà em lập gia đình và sinh cháu thứ hai đó thì là bệnh bắt đầu là có chiều hướng nặng lên, bởi vì là em là người thiếu máu nhưng mà lại không uống được thuốc sắt, bởi vì là cái bệnh này nó sẽ thừa sắt nhưng mà lại thiếu máu. Thì là trong thời gian đó là em gặp vấn đề là bị khó thở và đi khám khám rất nhiều, khám 2 lần ở bệnh viện dưới Bắc Giang thì kết luận cho thấy đó là em bị viêm phế quản mãn tính, nhưng mà em nghĩ là không phải. Nhưng mà sau từ ngày đó là em cũng không để ý gì đấy nữa. Thì mới năm năm kia thôi, là khi trong thời điểm đó là nhà em đang sửa nhà ấy, thì là khách hàng thường xuyên thấy em khi mà gội đầu cho khách ấy, tại vì em làm bên gội đầu mà, gội đầu làm đầu và làm đẹp cho mọi người ấy, thì khi mà chỉ gội đầu không ấy, chúng ta không không em không dùng dùng nhiều lực hoặc là không 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 mất nhiều công sức vào cái việc đó, nhưng mà em cảm thấy là mình rất chi là khó thở đến nỗi mà em đôi lúc em phải đứng dừng lại để em hết hơi để thở, bởi vì là cái vấn đề mà mình thiếu máu nó gây nên. Thì là rất nhiều khách hàng khi mà đã tiếp xúc với em và những người thân trong gia đình ý, thì cũng vẫn hay khuyên em Hân là đi khám. Và đến khi mà thời gian đó khi mà em sửa nhà xong thì em cũng đi khám xuống bệnh viện 10 Bắc Ninh ấy, 110 ở Bắc Ninh đây. Thì em khám thì nó cũng chỉ bệnh viện đó chỉ phát hiện ra là em bị cái bệnh thalassemia này thôi, và khuyên em là nên hãy nhanh đến bệnh viện huyết học trung ương ấy để kiểm tra và theo để điều trị. Nhưng mà thời điểm đó là gia đình em rất khó khăn, bởi vì vừa mới sửa nhà xong thì đã tốn kém rất nhiều tiền và cũng đã vay mượn rất nhiều rồi. Thì lúc đấy em cũng không nghĩ ra là đi, nhưng mà trong khoảng thời gian từ đó và sau và đó là đến bây giờ là dịch dã suốt, là chưa có thời gian để đi kiểm tra. Nhưng mà đó là một cái bệnh, nhưng mà em nghĩ là em thừa 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 sắt, thì em sẽ uống cái viên uống này vào để thứ nhất là để cho nó đào thải cái kim loại nặng đó là sắt ở trong cơ thể mình ra ngoài, và thứ hai nữa là cũng muốn là cải thiện thêm về da hoặc là về sức khỏe của mình đó. Thì là trong cái thời gian đó thì em cũng có bị cái triệu chứng đó là ho khan, ho gọi là ho thúng thắng, nhưng mà mình không bị đau rát cổ hay là bị đờm ở cổ đâu ạ. Và cứ như thế ho suốt 3 năm liền, và tất cả mọi người đã biết em và gia đình thì là vẫn đều khuyên là em đi kiểm tra, nhưng mà đấy thời gian đó là em vẫn chưa đi được. Thì khi mà em uống thì em chỉ xác định đó là cái viên uống này sẽ giúp mình cải thiện vấn đề đó là đào thải kim loại nặng ra khỏi cơ thể thôi. Nhưng mà khi em uống trong hộp đầu lọ đầu tiên thì là lọ đầu tiên ấy, thì là viên viên thứ khoảng 2
Mỗi ngày thì chúng ta uống 2 viên, thì em uống vào ngày thứ tư thứ năm thì bắt đầu 2 ngày đấy xuất hiện là ho nhiều hơn, và cái thời gian đó là em cũng bắt đầu kinh doanh online, nhưng mà lúc đấy em vẫn chưa sử dụng, thì vẫn lúc đấy là thường xuyên là học Zoom buổi tối, và cũng là thời gian nó cũng khá là lạnh, thì là hai buổi thứ năm à buổi thứ tư thứ năm đấy thì em thấy ho liên tục, nhưng mà mình vẫn nghĩ là nó không có vấn đề gì. Thì là chồng ông xã mới bảo là đi đi mua thuốc về uống đi, để không cứ để ho mãi như thế vừa xót ruột hoặc là ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà em cũng nghĩ là mình không có vấn đề gì, tại vì trong cơ thể mình là mình biết thì là không thấy có đờm gì cả, không phải là như ho bình thường, thì là em không sử dụng. Nhưng đến sau 2 ngày đấy nó ho liên tục và ho nhiều hơn bình thường thì em không để ý gì nữa, bởi vì khi mà đã hết lúc nào không biết thì là đến một thời gian sau đó là khoảng độ 3 4 buổi hôm sau tiếp sau đấy, thì là có một chị ở có nghĩa là khách hàng lâu năm của nhà em, ở gần nhà em thôi, thì là có đến làm tóc, thì chị đấy là người chị thường xuyên nhắc em là em đi kiểm tra và điều trị cái bệnh của em đi. Nhưng mà biết là như thế nhưng mà em vẫn chưa có cơ hội đi, bởi vì là dịch dã, đâm ra là cũng ngại, không dám, sợ không dám đi. Thì là hôm đấy tự dưng khi mà làm tóc thì suốt khoảng thời gian đó là mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà em cũng không để ý, mãi về sau em tự nhiên em lại nghĩ ra, bởi vì chị là người hay hay bảo em là đi khám, thì em mới nghĩ ra và hình như là mình không thấy ho nữa thì phải. Thì là sau đó là em mới bảo chị là chị còn thấy em ho nữa không, thì chị bảo ừ, từ nãy, có nghĩa từ buổi đến giờ không thấy em ho. Và lúc đấy em bắt đầu để ý thì ra là mình đã hết ho từ bao giờ. Thì hiện tại đến bây giờ là em đã đang sử dụng đến lọ thứ sang gần hết lọ thứ năm rồi nhá, và cái triệu chứng ho của em đấy đã hầu như là biến mất hoàn toàn, có nghĩa là bây giờ chỉ có là thỉnh thoảng ho, gọi là ho ho do thời tiết thôi, chứ không phải là do như ngày trước nữa. Và cái nên là em rất vui vì điều này. Và một cái nữa đó là da của em trước đây thì là có trắng nhưng mà là trắng xanh, nhưng hiện tại bây giờ là da đã hồng hào trở lên, và rất nhiều người hiện tại là khi mà đã gặp em một thời gian dài rồi ấy, và biết em một thời gian dài rồi, là mọi người thấy làn da của em căng bóng lên và hồng hào trở lại, và mọi người cũng đã nhìn thấy và họ cũng đã hỏi em là dùng gì, và đây đây là câu trả lời của em nhé, đây là sử dụng duy nhất viên uống này thôi ạ. Và thỉnh thoảng em có bôi dưỡng, kem dưỡng thôi, nhưng mà ít lắm, tại vì da mình đẹp rồi, nhiều lúc là cũng hay quên. Đây nha mọi người. Và sau đây em sẽ uống cho mọi người. Em vẫn duy trì đều đặn là ngày 2 viên thôi ạ. Không nhiều và cũng không ít ạ. Sáng uống 1 viên và tối uống 1 viên. Em mời mọi người nhé. Thì ai có vấn đề gì về về da này, về nội tiết, hoặc là vì bất cứ cái biểu hiện gì trong cơ thể mình, thì muốn sử dụng viên uống Night Beauty của bên em Hân, thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0346 713 216, hoặc inbox trực tiếp cho em theo Facebook Đoàn Ngọc Hân, thì em sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn nhé. Xin chào tất cả mọi người.